tiếp tục hành trình các bạn, chụp hình. Wow, trong đây có mấy cây to mát ghê đó. Có nhà của người ta, còn chỗ đi không, còn chỗ đi nữa không? Có chỗ nào đi coi cái nhà đó không? Dạ. Nhà bút đó à, hết chỗ rồi, hết đường rồi không? Bây giờ đi lên theo con đường coi nó còn đường. Wow. Ghê chưa? Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Tối. Trời. Ngồi chẳng hãng à. Ở đó có đường nè. Chừng nào mà nó nói là không có đường này nãy mình vô hả? Có đường đi vòng vòng chắc hết đường đi. À. Đi vòng vòng cái đường này lại đi. Gì vậy? Rồi, cái đó mà không bằng dép là nó sức bóng. Cô dài có ấy luôn kìa, lên tới cổ luôn. Mình phải đi tới một cái tiệm, tiệm tiệm giày, họ bán cái giày Solomon gì đó. Giày nó bán đặt hàng mắt cho mẹ con họ. Dĩ nhiên, nó mắt chứ. Vô chỗ dài đây, hai kình này đó mình có vô đi đâu chỗ nào á? Hiệu chuyên nghiệp của nó. Giờ mình sẽ quay ngược các bạn. Này nhiều này. Gió giờ mình sai luôn, giờ mình số mũi luôn. Nghe được chi luôn. Này đẹp ghê ha. Cái phone này chụp hình đẹp hơn. Không có cây cao ha, có cây cao với chụp hình hai đứa ngồi.